nỗ lực ngăn chặn và kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn Thượng Hải, các viện dưỡng lão tại thành phố đã cấm việc thăm nom kể từ ngày 1 tháng 3, đồng thời bắt đầu áp dụng cơ chế quản lý khép kính từ ngày 10 tháng 3 và sắp tới thành phố sẽ tăng cường thêm các biện pháp phòng dịch tại các cơ sở này. Ngày 15 tháng 4, giới chức thành phố Thượng Hải, Trung Quốc cho biết đang tăng cường quản lý các cơ sở dưỡng lão trên khắp thành phố trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại đây tăng mạnh. Cụ thể, các nhà dưỡng lão tại Thượng Hải đã cấm việc thăm non kể từ ngày 1 tháng 3, đồng thời bắt đầu áp dụng cơ chế quản lý khép kính từ ngày 10 tháng 3. Kể từ ngày 2 tháng 4, Thượng Hải đã triển khai kiểm soát nghiêm ngặt nguồn cung hàng hóa vào nhà dưỡng lão. Tất cả gói hàng và vật dụng đều phải được khử trùng trước khi đưa vào trong. Các cơ sở dưỡng lão cũng thường xuyên tiến hành xét nghiệm axit nucleic cho nhân viên và người cao tuổi và khử trùng những khu vực quan trọng. Trong hơn 40 ngày qua, các nhân viên đã hỗ trợ người cao tuổi liên lạc với người thân thông qua các cuộc gọi video. Bên cạnh đó, nhà chức trách Thượng Hải cũng đẩy mạnh hỗ trợ những người thu nhập thấp và già cả neo đơn trong bối cảnh dịch bệnh. Những người tình nguyện và nhân viên địa phương được huy động trên khắp thành phố để cung cấp hàng loạt dịch vụ như giao đồ ăn, kiểm tra sức khỏe định kỳ qua điện thoại để giúp đỡ những người lớn tuổi sống một mình hoặc không có người chăm sóc do người thân đang nhập viện hoặc được cách ly. Đối với những gia đình thu nhập thấp, chính quyền kêu gọi cung cấp kịp thời và đầy đủ trợ cấp sinh hoạt tối thiểu, nhu yếu phẩm và các vật phẩm y tế phòng ngừa Covid-19. Những người tạm thời có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh cũng sẽ được hỗ trợ. Liên quan đến tình hình dịch bệnh, theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, trong ngày 14 tháng 4, Thượng Hải đã ghi nhận hơn 23.000 ca mắc Covid-19, thấp hơn so với mức 27.000 của ngày trước đó, trong đó có 3.200 ca có triệu chứng. Thượng Hải đang nỗ lực thậm chí vật lộn từng ngày để kiểm soát tình hình đại dịch trên toàn thành phố, việc tăng cường các biện pháp phòng COVID-19 tại cơ sở dưỡng lão có thể coi là một bước đi tiếp theo trong chuyến hành trình đầy khó khăn này. Vâng, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng nay của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin COVID-19 của Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Báo Sức Khỏe và Đời Sống sẽ liên tục thông tin đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin trong ngày còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo